Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại Yêu Nguyệt Sơn Trang. Âm khí mạnh hay sao mà mờ quá. Để mình tăng cái đèn pin lên nha. Hình như là lúc nãy mình thấy có cái gì. Phải không các bạn? Các bạn nào thấy thì comment cho mình biết nha. Hình như là lúc nãy mình thấy có cái gì. Hình như là lúc nãy mình thấy có cái gì. Phải không các bạn? Các bạn nào thấy thì comment cho mình biết nha. Đây là cái chòi bắt ra suối các bạn. Hình như là lúc nãy bước vào đây hồi hộp lắm các bạn ơi. Hình như là lúc nãy mình thấy cái gì ở đây á. Ủa, camera mình có vẻ như nó bị nhiễu sóng nha các bạn. Hình như có cái gì mà ta. Để mình đi vào trong xem thế nào. Bước vào đây hồi hộp lắm các bạn. Cái này ở đây giống cái mộ quá vậy. Giống cái mộ mới các bạn ơi.
hay là cái mộ cũ? Có vẻ giống như cái nấm mộ. Ngay đây là ngay cái mít các bạn ha. Ngay đây có cái miếu các bạn ha. Sao ở đây có cái nấm lên giống cái nấm mộ quá vậy ta? Hình như có cái gì sao mà hình như có cái gì sao mà rất là hồi hộp khi đến cái khu vực này. Rất là nhiều cây to các bạn thấy không? Lúc này mình thấy ở dưới đó có cái gì, nhưng mà sao mình, đây là cái bậc thang để bước xuống các bạn ha, cái cầu thang đấy. Bước xuống đây khám phá sao hồi hộp đó các bạn ơi. Tự nhiên xuống đây lạnh sống lưng á. Các bạn có thể thấy cây mình nó ghê vậy không? Như cái mê cung các bạn ơi. Như rừng U Minh á. Wow. Ê, rừng rễ này giống rừng rộm rậm Amazon. Bước xuống cái chỗ cái khu hồ nãy mình thấy nha. Sao mình hồi hộp đó các bạn ơi. Sập không biết. Đừng bây mình đi lên đây để sập một cái. Hồi hộp quá. Có vẻ như có cái gì ở dưới đất. À, chỗ này ngày xưa nó có cái bóng điện các bạn. Võ chai number one.
Sao tự nhiên mà ở đây mình nói nó nghe có vẻ nó cái giọng nó hồn hồn, nó vang vang ta? Không biết các bạn có nghe vang vang không? Sao tới chỗ đây nói nó vang vang? Phía đây là bụi tre các bạn ha. Wow, mấy con chầm bạp ở đâu nó kêu quạp quạp đúng không? Có lẽ là ở đấy là cái cầu các bạn, dưới suối, cái cầu dưới suối á. Sao mình bước đến đây mà mình hồi hộp dữ không biết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đặt camera nha, để xem là ở khu vực này có những điều gì bí ẩn ha. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang đứng ở cái sảnh của cái khu vực cái chòi là cái cầu như các bạn. Bên cái đất cao đó có bậc thang đi xuống ha. Bậc thang đi xuống cái cầu bắc qua đây. Và qua đây là cái sảnh ăn. Cái chỗ này là nằm ở giữa cái suối của Yêu Nguyệt Sơn Trang. Bây giờ mình đặt camera ở đây để xem cái hiện tượng nó như thế nào. Bởi vì lúc nãy mình cảm thấy hình như là có cái gì đó là ở khu vực này. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Thì ở trong này mà có cái gì thì quý vị và các bạn hãy comment cho mình biết nha. Mình sẽ đi ra ngoài đây. Thank you.
Hiện tại thì mình đã vào đến nơi rồi quý vị và các bạn. Không biết ở trong này thì quý vị và các bạn có thấy cái điều gì không? Thì quý vị và các bạn hãy comment cho mình biết nha. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.